chỉ sử dụng một lại à, một nhân viên thôi. Giờ mình sẽ đặt bạn đi coi nha. Ta-da, tới rồi nè. Serum Candler, thiết bị phòng tắm cao cấp. Địa chỉ cửa hàng ở 38CL14, đường Trần Phú, khu đô thị Nhật, thành phố Nam Định. Chúng ta cùng vào thôi nào. Với tiêu chí bề đẹp đến từng chi tiết, công ty quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất và giá thành ưu đãi cho quý khách hàng. Thiết bị được nhập khẩu từ Malaysia, showroom có đầy đủ mẫu cho quý khách hàng để lựa chọn thoải mái, từ sen tắm, vòi chậu, chậu lavabo, bệt vệ sinh, gương, v.v. Chính sách bảo hành lên đến 60 tháng nhé cả nhà ơi. Chậu lavabo hoa sứ cao cấp, nhiều mẫu mã. Bệt vệ sinh với công dụng nắp đóng êm ái, chất liệu sứ ceramic cao cấp phủ men tuyết, công nghệ xả xoáy, hệ thống xả siphon, hạn chế tối đa các vết bẩn. Sen thuyền massage có chế độ điều chỉnh linh hoạt, 5 chế độ nước, đặc biệt có chế độ nước nóng lạnh, phục vụ nhu cầu tắm rửa tốt nhất, bất kể mùa đông giá rét hay mùa hè nóng bức và không bị reset. Công nghệ hiện đại giúp không gian phòng tắm cao cấp. Em có biết cái mẫu sản phẩm này không? Có, em thích lắm, em để ý nãy giờ. Chốt đơn, chốt đơn nha. Ok. Gửi cho em cái bàn em biết. Ừ, em cảm ơn chị. Để tạo hãng Baller bên chị đang có nhiều cuộc gọi hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua sản phẩm thiết bị vệ sinh, phòng tắm, nhà bếp từ đợt tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Có nhiều cuộc gọi hấp dẫn dành cho khách hàng. Bạn ơi, hãy đến ngay Candler đi, bởi vì rất là nhiều quà trong dịp Noel và cũng như là Tết sắp đến. Thiết bị Candler giá trị thật như mơ. Sao vậy? Đem lại cho chị tốt nhất đến với khách hàng.